Just lazy cat to make a knife. Good idea, man. Cái tiết mục live stream top 1 cuối mùa đợt này không, chưa chắc. Cũng chưa chắc được. Tại vì là lúc đấy mình cũng có thể mà mình không biết được. Là mình không hứa là cho anh em mình nhé. Có gì thì mong anh em lượng thứ. Nếu mà thấy live stream của mình thì hãy vào xem, ủng hộ. Yeah. Yeah, me too. Let me I will spend 5,000 yen and open rewards. I'm rich man right now. I'm rich man. I have 5,000, over 5,000 gems after I finish the mastery challenge. Ooh, what the hell? What the? Lô chào gì đấy, chào mi à? Never give up. Thằng này mà mình đánh lên Infinity là mình thua đấy. Ok, try đi. Không phải chơi hay đâu mà chẳng qua là nó mình đổi ngược hướng thì mình sẽ thua. Ok, rồi let's try to get the first time. Wait, Infinity! Only in one! Damn it! Last guy zap. Damage. What the fuck going on right now? What the fuck going on? 3, 2. I'm the best. Oh.
damaged. Hey, Backlore, you come to last, man. Damn it. No, the fight 7 years ago. 7 years ago, you know? Slow, lava. No, wait, what the hell? What are you doing here? Yes, lava lightning for sure. I'm waiting for a drop lava here. Lightning coming. Come on, man, you got it. Hey, what the hell? Hello, Legend Hero. Hello, em. Thì đây, em anh giống em quá, luôn thua được mình ngay game đầu cuối cùng mình 4 win à. Giống anh cũng thua game đầu, nhưng mà lúc đấy là anh đánh cái deck lạ lạ thôi để làm video thôi. Chứ thực ra thì anh không... Cái game đầu tiên anh thua lockbait em ạ. Rất là buồn cười nhưng mà... Ok, giáp and... Ok, let's go in one. Luôn Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày xưa đó là hua. Lúc mình tốt nghiệp thì trước một năm khi mình tốt nghiệp thì nó vẫn là hua, sau đấy nó chuyển sang vừa nua. Yeah. Don't kick me. Công nghệ sinh học nó giống một cái vẹo này, chủ tiện nó quên mẹ nó mất. Đúng rồi, trường to lắm, trường to mà đông lắm. Sinh viên ngày xưa cái tầm 21, 22 ấy. Có chứ, học vô số cần học ấy. Học nhiều lần khác. Nhưng mà nó dễ hơn là học công nghệ sinh học. Trong trường đấy nó rộng lắm, nhưng mà lúc mà năm 2011, 2012 ấy, lúc đấy nó... Ôi thú y à, thì ui thì nhiều ra làm nhiều thứ rồi. Một là bán thuốc này, hai là làm ở trang trại này, ba mở trang trại bán thuốc với lại làm đại lý này. Rất nhiều thứ để làm luôn đó. Maybe you win is a play Electro Zion. No. You need to focus. So, okay, let me focus on my game. Cái thời điểm 2011, 2012 thời đấy mà không có nhiều xe. Thì lúc đấy đi học toàn đi bộ, quanh đi bộ trong trường luôn. Đúng là thời đấy đi chân to luôn đấy. Lava Cross. I love it. Lava Cross. Sorry, let me focus to the game and we'll answer your question later. Don't worry.
Loạn. Thái quân kiểu này loạn hết rồi. Damage. Sao mất một tower thì Tornado đã không được. Đó là lập trình game em ạ. Rất ảo nhá. Khi mà mất, thực ra là nó nhiều người họ không biết đâu. Khi mất trụ đầu tiên kéo Tornado nó sẽ không định được sang cái hướng lên đấy đâu. Trừ khi là sẽ có một con, một drop nào đấy đánh lạc hướng thì nó sẽ chuyển sang, còn nếu không thì nó sẽ không sang. Ví dụ như trong cái tên đấy là nó có một con như kiểu con rồng Baby Dragon hay là con Inferno Dragon chẳng hạn, thì lúc đấy nó sẽ đổi hướng. Còn nếu mà không có một con nào đánh lạc hướng nó thì dù kéo Tornado đến bao nhiêu thì nó vẫn quay lại hướng cũ. Đó là một kinh nghiệm xương máu. What the hell, man? Cái thời điểm mà spam hai trụ nó quá nhiều, sau đấy nó rework, nó giảm nhá, nó giảm thời gian, giảm đam nhá, không phải giảm đam mà là giảm máu. Tiếp theo nữa là cái thời điểm mà em còn nhớ là nó giảm earthquake không, nó giảm earthquake thì cũng là lúc mà bọn kia đã bị nép tất cách đây đến tận mấy tháng rồi. Nói chung là thời điểm đấy thực sự rất là khó chịu. Hello man. Zen. Okay, Hisoka. Hey guy, please help me check his deck. Hisoka. Để mình tự check thôi.
Okay, I'm checking. Oh my god, it's I have this like thằng này nó không nhanh bằng mình đâu. How to win, man?